Rồi, xin chào tất cả chú bác, anh chị em, bạn bè gần xa. Chào những người cùng đam mê câu cá ha. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 11. Em sẽ cố gắng một ngày em lên video điều điều cho anh em tha hồ lửa ha. Thì hàng anh em thấy rồi, mỗi một ngày một hàng khác nhau hết. Em lên cỡ này mà một số anh em không mua được hàng nữa, chắc anh em cũng hơi khó tính một tí. Anh em cố gắng lên liên tục. Đó, thì anh em nào chốt vui lòng thì cũng như thường lệ là chốt. Chỉ ưu tiên chốt qua số điện thoại và Zalo của em ha, 0919 192035. Em tên Nghiệp nha, lưu ý chỉ chốt qua số điện thoại và Zalo thôi, em không chốt trên bình luận YouTube ha. Mong anh em thông cảm giúp em. Và anh em mua hàng thì cũng là vui lòng cọc giúp em 50.000 để em cho hàng đi ha. Và cái 50.000 đó nó sẽ trừ trực tiếp vào cái tiền hàng của anh em. Đó. Nó anh em yên tâm, đối với em thì anh em yên tâm. Tất cả từ hàng quá cho đến tiền bạc không phải lo về vấn đề đó ha, không phải lo. Đó, anh em mua hàng của em rất nhiều rồi. Đó, không phải lo về chuyện đó. Rồi, về cái phần phí ship á, thì cũng như vậy. Đối với em là về cần câu á, là 40.000 trên một sản phẩm, và cần câu của quý anh em tất cả đều được bỏ giống nước hết. Ống nước để ở nhà nè. Hai ngày là mua nhiêu ống đó, hai ngày mua nhiêu ống á, 2-3 ngày là mua nhiêu ống đó. Em có thể thấy ha. Nó tất cả đều là bỏ nước hết. Và anh em mua hai đơn, anh em sẽ được bao ship hoàn toàn luôn ha, và tất cả em sẽ đều ship nhanh hết. Ship nhanh để có thể đảm bảo cần câu ta, cần câu có thể đến tay anh em nhanh nhất có thể ha. Và phí ship chỉ là 40.000 cho một sản phẩm thôi, thiếu bao nhiêu em sẽ bù vô. Nó ship nhanh thì anh em biết rồi, cước phí nó sẽ gấp đôi phí thông thường. Đó, trường hợp mà anh em không nhận hàng vì lý do nào đó mà nhận hàng không được, chuyển hoàn về là phải cước phí hai đầu phải tầm 200.000 lận. Nên bắt buộc em phải lấy cọc 50.000 để tạo lòng tin giữa người mua và người bán để em có thể gửi hàng cho anh em đi ha. Còn với cái chuyện rủi ro hàng quá thì em chia sẻ nhiều rồi, em không nói nữa. Đó, rủi ro anh em chỉ có 50.000 mà rủi ro của em rất là cao. Anh em không có nói nữa, mất thời gian ha. Thì anh em mua hàng có theo dõi kênh của em rồi sẽ biết ha. Thì nó có cái trường hợp nữa thì em cũng xin nhắc lại là, ví dụ với anh em mà mua hàng á, thì ví dụ mình nhận hàng được thì mình cố gắng mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em, hoặc là người nhà nhận thì cũng phải kêu họ khui ra. Ví dụ người nhà không biết về đồ câu máy câu, nhưng mà anh phải báo, ví dụ anh em báo cho họ là số lượng, bao nhiêu món và cần có dập gãy hay không, cũng phải kêu người nhà khui ra ha, khui ra câu ra trong cơ hàng mình như thế nào, có dập gãy hay là hư hay là hư hỏng hay là thiếu hàng gì đó, phải lập biên bản liền cho em ngay tại thời điểm đó, bắt thằng bưu tá nhân viên giao hàng ký tên lập biên bản cho em luôn để về đây em mới làm khiếu nại nó bồi thường cho em được ha. Tại vì bây giờ bưu điện bây giờ á, không phải riêng gì em mà tất cả các anh em buôn bán luôn, cái tình trạng nó khui ra, nó kiểm hàng trước, nó khui ra, nó coi trong ruột của mình là hàng gì, cái nào mắc tiền nó lấy. Nó cái thứ hai là nó móc luôn cái ruột hàng, nó bỏ cái khúc cây ở ông trỏng á. Bây giờ là bưu điện là vậy đó. Thì trước giờ em chỉ tin tưởng bưu điện, nhưng mà bây giờ là bưu điện nó tuyển cái nhân viên giao hàng quá, nó tuyển là dạng thời vụ á, quá tệ. Đó, thì em xin nhắc lại anh em mua hàng lưu ý hiện tại ha, mua bất kỳ hàng chỗ nào cũng vậy. Đó, mua trên Lazada, mua trên Shopee thì em nói rồi, nó cho đổi trả trong vòng 4 ngày thì em không nói. Còn riêng về anh em mua đầu câu cá này nè, phải kiểm tra hàng ha, phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán tất cả hàng hóa gì cũng vậy. Đó, nó cũng thuận tiện cho cái người bán như em, mà anh em ví dụ lỡ trường hợp anh em có thiếu hàng nó cũng dễ xử lý nữa. Nó chứ nhận hàng xong rồi là cực kỳ khó, không thể xử lý được, không thể nào mà lập biên bản kiện cáo bên bưu điện được, không có bằng chứng gì hết, nhận hàng xong là xong. Có cái phần đó chỉ là có bằng khổ giữa người bán và người mua thương thảo như thế nào thôi. Nó đa số là em âm thiệt gì em hết, thật sự là như vậy. Rồi, cũng không mất thời gian nhiều, hôm nay em lên tới nó 34 cái mã cần nữa ha. Nó chỉ có một cái cần phíp thôi, đừng nó xót xò một cái cần phíp, nhưng mà cái đó đẹp em lên luôn cho anh em, còn là tất cả đều hàng carbon hết. Em chỉ bán hàng Nhật, tất cả cần câu em đều là cần Nhật hết, có thể là Trung Quốc xuất Nhật, Korea, Taiwan, rồi Bangladesh, rồi Thái Lan, rồi nói chung đủ thứ nội địa Nhật luôn nha, không có bán hàng tàu cửa, hàng nhái nha, lưu ý giúp em. Rồi, cái số 1 em gửi đến quý anh em, nó là một cái ISO đóng ngắn nha, cọc ISO đóng ngắn, cây này hàng có NFT nè, trong số trên bao nó như thế này, nó dài 4m2 nè. À, ngọn 0.55 nè, nặng 360g nè, 5 lóng ha, như vậy. Cây này thì nó còn cái bao trong ruột không biết như thế nào, trong ruột thì nó có sử dụng ha, có chủ sử dụng, nó có xay xác nhẹ ha, bắt máy Fuji nè, hàng của NFT 4x2 nè, 9-10 là 90-10 là gì em không biết. Cái này phen kim loại ha, kim loại này không bị xét nè, có mấy đầu phen thay thế này, phen này không đồng bộ nha em, phen này phen mũ nhựa, phen này phen Fuji.
đầu bô rồi bô có nói ha. Đó, phôi nó có xây xác như thế này, có xây xác nhẹ anh em, không ảnh hưởng đến cần ha. Phôi nó xây xác dạng như thế này. Đó, tất cả các lóc rồi nó xây xác như vậy ha. Đó, cây này thì nó 4m2 thì nó độ cứng nó rơi tầm khoảng đọt số tầm khoảng đọt số 2 của ISO. Cây này về cho anh em câu rô phi đâu, săn cá chép đâu cũng được bình thường. Rồi, cân nặng của nó là 318g, ở con số này em đọc hợp rồi chứ. Cây này mã số 1 ha. Mã số 1 bán bên em giá là 300.000. Rồi, tiếp theo là núi lên cây số 2 ha. Cây số 2 cây hàng ISO phân nhỏ lắm dài ha. Cây này hàng của anh Fatico và hàng in Korea nè. In Korea ha, sản xuất tại Korea và xuất thị trường Nhật. Bắt máy Fuji nè, đọt 2 và 5.4 ha. Carbon có xây xác chỗ này như thế. Phen là phen Fuji ha, tất cả đều phen Fuji hết. Đây, phô thì nó có xây xác ở trong thân như thế này. Đó, nó bong tróc nước sơn dạng như thế ha. Nhưng mà cái này là tróc nước sơn bóng thôi nghe anh em, không có phải xảy xước tới phôi ha. Chỉ là lớp sơn bóng bên ngoài thôi, không có dập gãy gì hết. Mặt trên này thì đẹp. Nó lóng này thì đẹp lên nè, chỉ có cái lóng đó thôi. Bên đây cái mấy lóng này ít lề này ha, có xây xác nhưng ít lề nè. Này do người câu họ không kỹ, họ để lên trên cái gần đá rồi nó mới chốc cái sơn bóng dữ gì đó. Cái ngọn như thế này, cái ngọn của y chang này sờn cái sơn ha, nhưng mà không ảnh hưởng tới phôi, không có vết xước nha nè, nó sờn lớp sơn bên ngoài thôi ha. Đó, đại loại như vậy, giá rẻ ha nè. Rồi, cây này cân nặng là 263g. 263g. Ngọn 1 ly 1. Rồi, cây này mã số 2 bán bên em giá là 400.000. Mã số 2 giá 400 ha. Rồi, tiếp theo lên cho anh em cây cần mã số 3. Mã số 3 lên cho quý này là cần nạp T ha. Nạp T mới chát luôn. Nạp T 2 khúc, bắt máy Fuji tem vàng da băng. Nạp T bầu lớp, mới chát, mới cao kính luôn ha. Đó, cây này dài 24 và size S ha. Size S cây này nó cứng tầm khoảng 50-60 ha anh em. Size S, nạp T bầu lớp dòng Super nè, Super bầu lớp này ha. Thì anh em nào chơi chuyên nạp T sẽ biết rồi. Cây này thì như mới, chỉ thiếu cái hộp với cái bao thôi. Khoen nó rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Phôi nè, ác đạn không. Cứng tầm khoảng 50-60 ha anh em. Chắc em nghĩ là tầm 50. Tầm 50 tại vì size S nè. 2m4 ha. 50-60 trong khoảng đó. Rồi, các thông số chi tiết cây này. Nó nặng là 262g. Ngọn là 1.5 ly. Ngọn tháp ha nè, ngọn 1.5 ly. Cây này ngọn tháp và cây này mã số 2 bán với anh em giá là 1.3 triệu ha. Đẹp như mới. Rồi, tiếp theo lên trên quý anh em là một cái cần 2 khúc 2m7 ha anh em. Chu cần cán gỗ. Đó, con này nó có họa tiết nè. Con kiểu rất đẹp ha. Con này nó làm cái tay cầm nó rút lóng á. Để tránh trường hợp nhiều anh em nắm vô cái khoen này anh em dặn nè, sẽ gãy chân khoen. Bắt máy Fuji tem vàng da băng ha. Đây nè, đây nó cũng quấn sẵn ít đây nè. Khá đẹp luôn á, cây này hàng đồ Liên Nhật 2m7 ha anh em, cứng tầm khoảng 80. Đó, phôi cũng bóng đẹp, tất cả lượt khoen Fuji hết. Đó, đầu bu chống sắn luôn nha, khoen Fuji và đầu bu chống sắn. Tất cả đều khoen Fuji, 2 khúc 2m7, các con sắn. Cần rất đẹp, cũng khá đẹp ha anh em, cần còn khá đẹp luôn, cứng tầm khoảng 80-27 ha anh em. Cứng tầm khoảng 80-27, 2 khúc, carbon hàng nội địa Nhật ha. Cân nặng là 360g. Ngọn 2 ly 3. Rồi, cây này là mã số số 4 bán anh em giá là 900.000 ha. Mã số 4 giá 900. Rồi, tiếp theo lên cho anh em một cần súp quá trời đẹp luôn. Everyday Feel. Cần đẹp lắm. Dính chút bụi chỗ này chút xíu thôi. Cần đẹp nè, bắt máy xịn sò nè, bắt máy stainless nè, là 7 da băng luôn nè, thấy không?
Đó, cái này 4m và độ cứng cái này tầm khoảng 27 anh em, cần súp nha. Blue súp nè, một màu xanh nè. Nó hư, nó chỉ hư một cái fan D3 như thế này thôi, còn cái fan này thì không. Fan D3 chiếc fan này hư luôn anh em, hư hai fan ha, thì về anh em có fan anh em thay lại giúp em. Hư hai fan nên nó bán giá rẻ, còn phôi thì như mới ha, hoặc về cho anh em là hạ gần tay đánh guồng rồi đó. Đánh ruồng hoặc là giật lục gần tay đâu đó thì lấy cái này ha. Thôi quá chuẩn luôn. Không mới chát màu xanh tới ngọn. Cứng tầm khoảng 27 anh em. Rồi cây này là nặng 390 g. Đó, về 390 g, ngọn khá to nè. Ngọn là 2 ly 6. 2 ly 6. Ngọn 2 ly 6 rồi, cây này mã số số 5 bán em giá 750 ha. Rồi, tiếp theo lên cho quý anh em là cái cần 2 khúc nha. Cần 2 khúc 2 ngọn xoắn mới chép. 2 khúc 2 ngọn ha. Đó, xoắn hai da vậy cách chép rồi ha. Xoắn hai da cách chép bắt máy Fuji nè. Cán đồ cán mút Eva cao cấp luôn. Đó, xoắn nít hai da vậy chép xoắn tới ngọn luôn ha. Cây này là hàng của Korea ha nè. Em nghĩ Korea và sức thị trường Nhật 2m7 2 khúc ha. Có 2m7 2 khúc và 2 ngọn nè. Đó, một ngọn màu xanh, một ngọn màu trắng nè. Hai ngọn đều màu sơn da quang hết. Tất cả đều được fan Fuji hết ha em. Xoắn hai da mới lắm, mới chắc à. Hai ngọn luôn, nó một ngọn cứng 30-50. Ngọn cứng 30-50 và một ngọn cứng 60-80 ha, hai ngọn như thế, hai size cho anh em có thể câu thì thích luôn. Rồi, cân nặng là 428 g là tổng thể luôn ha. Tổng thể 3 khúc như thế này là 428 g ha, tính ra cần rất nhẹ. Mua một được hai anh em. Ngọn 2 đi 3. Trời. Ngọn 2 ly 3 và ngọn ly 8 ha anh em. Ngọn 2 ly 3 và ngọn ly 8. Rồi, cây này là mã số 6 bán với anh em giá là 1,2 triệu nha, cần đẹp lắm, bóng chét luôn. Rồi, tiếp theo hỏi gài có nhiều, chú có một bác tiếp theo hỏi cần quà kiếm cho bác mà khi cần 1,5 m cứng 180 đến 100 để bác ngồi bắt câu trên thuyền, trên bè và cần nhẹ thì đây con được một cây duy nhất. Nếu mà bác có xem video bác có lấy thì lấy ha. Nói chung cái cán này nó dính bụi thôi, nếu mà về lau chùi sẽ sạch lắm. Còn phôi nè, cây này con thấy nó còn dính vảy cá rồi trên này nên con để luôn ha. Con không có chùi ha, nó dính vảy cá trên này nè. Nó để mình lấy cái thơm luôn ha, lấy cái hên luôn. Bắt máy carbon ha anh em. Máy Fuji carbon. Đây, cái cán thì nó có dính bụi như thế. Hàng của Alpha Techco cứng 50, ở màu dài 1,5 m. Sản xuất từ Korea này, xuất thị trường Nhật nha, tất cả là được fan Fuji hết, phôi dày một lớp luôn. Đó, cây này là cứng 100 ha. Cứng 100 và 1,5 m hai khúc như thế này. Đó, dành cho mình là câu trên bè, trên thuyền rồi ha, cây này câu bạo lực luôn nè. Câu trong lùm trong hốc rồi đó. Cân nặng là 258 g. Ngọn 2 ly 2. Rồi, cây này là mã số 7 bán với anh em là giá 850 ha, mã số 7 850 ngàn. Rồi, tiếp theo lên với anh em cũng là một cái cần luôn, cây này 1,8 m ha. Cây này dòng này thì khá giá khá cao ấy. Có thể chấp trên mạng ra cây này hàng đại qua giá khá cao ha. Tại vì trước có bán nhiều cây như thế này rồi. Tìm em có tra giá thử, giá cây này cao lắm. Đại qua Honda Lock nè, mắt máy đại qua xuyên sò ha. Đó. Nè, Yari Ika V này ha, 180 có thể chất đai qua rồi đánh Yari Ika nè, V5 này ha, nó sẽ ra giá cây này cho quý anh em tham khảo. Đó, cây này hàng made in China, dòng đời mới ha, sản xuất tại China và xuất thị trường Nhật ha, mã code đầy đủ hết như thế này, 1,8 m. Cây này hai khúc 1,8 m cần cũng khá mới nè, tất cả đều được fan Fuji hết. Chân fan cây này nó có xét nhẹ hay nè, không ảnh hưởng nhiều đâu. Chân fan cũng vậy. Cây nói chung tổng thể cũng đẹp nè, nó đóng ten hơi vàng vàng nhẹ tí thôi, không ảnh hưởng gì hết. Thì cây này độ cứng tầm khoảng 150 ha, mà dài 1,8 m, độ cứng tầm 150 hơn ha. Như vậy cứ ngắt luôn, vơ như cây sắt luôn, nó chỉ nhẹ đọt dịu nhẹ một tí xíu thôi, đọt nè, bẻ không cong nổi luôn nè. Nó như vậy ha, cứng 150 đâu lên ha, không ghi thông số trên đây nhưng mà cái cây này mức lượng tầm 150 đâu lên và dài 1,8 m hai khúc, hàng đai qua cũng khá đẹp luôn á. Cây này cân nặng là 239 g, nó cân nặng quá đẹp luôn á. Ngọn 2 ly, ngọn 3 ly 1.
Rồi, cây này là mã số 8, bán cho em giá 1 triệu ha. Rồi, tiếp theo lên cho quý anh em là một cái cần Shimano. Đó, hôm trước em có cây trong hộp, thì cái cây trong hộp kia hàng của thằng Suzumi, còn cây này hàng của Shimano ha. Cái kia nhái cái form của thằng Shimano nè. Nó lấy cái form Shimano đẹp quá, nó lấy form Shimano. Thì cây này là hàng Shimano xịn ha. Cũng mới chát, chỉ thiếu cái hộp thôi. Cũng lớn, bóng lớn luôn. Bắt máy Shimano Fuji xịn sò nè. Mút rồi ha. Thêm xuất Nhật, cây này hàng xuất Nhật, hàng Korea ha. Sản xuất tại Korea và xuất trường Nhật ha nè. 32m7. Đó, bóng lưỡng luôn nên thôi. Cây này thì nó có câu nhưng mà nó câu ít ha. Tổng thể người câu biết sử dụng, biết chơi đâu nè. Nên cần nó còn đẹp lắm. Nó chỉ có đóng ten nhẹ rừng kinh chỗ này thôi. Chân phen thì nó có một vài chân phen nó đóng hơi vàng vàng tí ha. Mà tổng thể là phôi cần đẹp. Rất đẹp luôn. Mới chát à. Nó chưa một cái vết gợn nào hết. Có nghĩa là câu một hai lần gì đó. Cái này Shimano nè. Cứng 32m7 ha. Hai khúc. Hàng Korea xuất thị trường Nhật. Rồi cây này là nặng 248g. Ngọn là 1.8. Rồi cây này là mã số 9 giá 1.2 ha. Mã số 9 giá 1.2. Rồi tiếp theo lên dưới này một cái cần tay săn hàng ha. Cây này luôn cái bao zin của nó nè. Cái bao này rất xịn ha. Shimano nè. Ghi trên đây Shimano carbon chỗ này ha. Đó, cây này là bao zin của nó luôn. Cần là cần của nó luôn, Shimano hai carbon nè. Đó, cái dòng cần có vẻ nguyên cái chút tự chút ha. Cái này là hàng đội nhiều Nhật ha, dòng săn hàng của người xưa ha. Thì anh em nào, ví dụ quý anh em nào ngoài miền Bắc đâu á, mà quýnh hồ dịch vụ bây giờ nó không cho đánh cần lục nữa mà họ nó bắt quýnh cần tay xa bờ á, thì lấy cây này quýnh. Thì ví dụ anh em quýnh cá trắm vài chục ký thì em khuyên nên chọn những dòng cần này, tại vì dòng cần này là chuyên săn hàng cá lớn. Tuy nó nặng nhưng mà phôi nó bền, nó chắc, mình tự tin mình quýnh được cá trắm. Còn ví dụ quý anh em muốn ham nhẹ, anh em lấy những cái cần 300g, 200g rồi đó, nó vẫn cứng nhưng mà đóng một cái nó gãy 80 khúc cũng không còn 8 khúc nữa. Mấy cần đó mình dặn chỉ mình câu cá vài ba ký thôi, câu cá sờ bờ thôi ha. Còn muốn quýnh trắm, quýnh lục thì cây này 8h đến 10h. Nó gốc to nhưng mà được một cái là cứng, phôi bền, dày. Đó, thì em có tư vấn như thế thì tùy anh em quyết định lựa chọn thế nào ha. Tư vấn mỗi một cần nó một có cách câu riêng. Nó cây này không thể nào mà đi cầm mà đi câu mà dạng câu suối nổi, không thể nào câu suối cầm nguyên ngày về chặt cái tay bỏ luôn. Đó, thì cây này nó vô dành cho anh em quýnh săn hàng xa bờ cá trắm rồi. Thôi cũng còn đẹp nè, có vết sờn nhưng mà mờ ha. Tổng thể cần vẫn đẹp, quýnh cá trắm, quýnh xa bờ đó, quýnh săn cá chép rồi đó. Nói chung là săn hàng xa bờ đó. Ngọn zin của nó luôn nè, cây này là đủ chiều dài luôn á. Ngọn zin phôi zin ngọn to luôn ha, 8h đến 10h. Cây này dài 8m1. Quý anh em nào muốn quýnh săn hàng về quýnh giải chấm đen thì cây này quýnh. Một số hồ bây giờ họ khó chịu lắm. Nó nặng là 700g đúng ha. Nó về kiếm gác cần hơi to, tí gác vô quýnh chấm được ha anh em. Ngọn 1.7. Rồi, cây này là mã số 10, báo anh em giá 1.2 ha, mã số 10 giá 1.2. Rồi, tiếp theo lên cho quý anh em một cái cần 2 khúc 2m4 về cho anh em câu sủi, câu cát gì đó. Em cũng không rành, hay một số anh em hay hỏi nhau, tại vì anh em mua anh em hỏi, anh em có nói thì em biết. Em trong miền Nam không biết câu đó. Thì cây này hàng có Ruby, muốn đẹp như mới nè, bắt máy Fuji tem vàng carbon. Cái mút đi ba câu cấp luôn. Nói chung cây này cũng mới luôn, mới chát, mới cao kỉnh luôn, 2m4 ha. Hàng Korea, sản xuất từ Korea và xuất từ trường Nhật ha, 2m4. Đó, và cây này nó cứng tầm khoảng 40-50 vậy ha nè, tầm khoảng 40-50. Đó, đẹp mới chát luôn. Hàng Ruby, tuyệt vời luôn á. Cây này hỗ trợ luôn cả đầu bu vu xích nè, còn phen đen vu xám. Đó, mà chân phen nó đen đen như thế này đâu ha, nhưng mà nói chung là rất đẹp. Đó, không ảnh hưởng gì hết, chân phen này không có suy nghe, không có gì hết. Đó, rất đẹp ha nè, mới chát, mới cáo kỉnh luôn, 2m4, 2 khúc, cứng tầm khoảng 40-50 nha. 2 khúc, mới chát, mới cáo kỉnh, hàng Ruby, Korea xuất từ trường Nhật. Rồi, cây này cân nặng chỉ có 209g nha. Ngọn 1.5
Rồi cây này là mã số 11, giá 950. Đó, rồi tiếp theo lên cho quý anh em là một cây cần. Ba khúc 36. Carbon xoắn bắt mã Fuji tem vàng da băng. Cán mút EVA cứng ha, cán mút cao cấp cứng hay nè, cái này cán cứng nha, cán mút cứng. Nói chung là bóp vẫn lúng nhưng mà nó cứng lắm ha. Đó, cây này 3 khúc 36 nè. Độ cứng từ 80 đến 100 ha. Dòng nè. Bản special nè, On Bat Rod special 36 ha. Dòng ACE vậy nè. Đó, Fuji Sawa. Original gì nè, em cũng chả hiểu ha. Anh em nào có thể đọc dịch nó quen thì fan Fuji xích, xích biển luôn, tất cả fan xích hết. Thôi cũng còn bóng đẹp ngon lành 36 nè ha. 1 fan, 2 fan, 3 fan, 4 fan, 5 fan, 6 fan, 7 fan, 8 fan, 9 fan, 10 fan, 11 fan, 12 fan, 13 fan xích ha. Cái chui cần nó có sơn màu xanh dương như thế này. Nó sơn ra trong rồi nó làm gì hết ha. 36 3 khúc cứng tầm khoảng 80 đến 100. Thì em còn một cây nữa cứng 100-120 ha. Thì anh em là muốn quất một cặp thì lấy một cặp ha. Bản này special đặc biệt nè. Y chang cũng 36 luôn. Cũng quen xích y chang gì đó cũng đẹp như thế này nè. Mà nó cứng cao hơn. Em còn một cây nữa. Thì giá cũng bằng nhau luôn ha. Anh em muốn lấy một cặp thì lấy. Cây này là cân nặng 335 gram. Ngọn 2 ly. 2 ly 2 ha. Rồi cây này là mã số 12, bán với em giá cũng là 1 triệu 2 nha. Rồi tiếp theo lên quý anh em cần 3 khúc con sóng hay da hay nè. Cây này 3 khúc rất mới nè, tôi cũng mới chát à. Bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn nè. Bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn. Đó, carbon ha. Sóng hay da, cây này sóng hay da nè. Đó, cây này về cho nên quấn cách chép từ bên Nhật họ quấn cá coi thì bên đây mình về mình quấn cách chép cá rô phi rồi ha. Câu cá quýnh lăng xê, cá mè rồi đó, cá trê, cá chim đồ ha, sóng hai da rồi nè, sóng gân hai da, cái ngọn cũng vậy nè, con sóng gân hai da hết ha. Nói chung cần đẹp, nó hỗ trợ độ Fuji cho môi chè nè, nó phen là phen Fuji. Chân phen nói chung tổng thể là chân sơn con phen nó cũng đẹp hay nè, nhưng mà nó có chỗ này nhiều ảnh hưởng hay đen đen như thế thôi ha. Đó, chân phen cũng đẹp, cần cũng đẹp, nói chung rất mới ha. Có thể anh em nhìn qua anh em tự đánh giá cái độ mới, nói chung là em rất mới. Còn về cái nhận định bao nhiêu phần trăm thì tùy mỗi người nhận định như thế nào, nên em không có phán đầm bậy được. Đó, nói chung là cái này sóng 2 da ha, cứng 40-33, quýnh chiên chép, ngon lành cành đào luôn. Nó 3 khúc 3m3, quýnh lăng xê cũng ngon nữa. Cây này cân nặng là 353 g, cũng khá nhẹ ha. Ngọn 2 ly 1. Rồi, cây này là mã số 13, giá 1 triệu. Rồi, tiếp theo lên cho anh em một cần ISO khoan lớn nha, cần ISO khoan lớn carbon. Cần ISO khoan lớn carbon nha. Đó. Đó, nói chung là có xài xây sát như thế này ha, bắt máy Fuji. Đó, cây này đọt 4.5m3 nè, hàng made in Korea ha, sản xuất Korea, sản xuất thị trường Nhật nha. ISO khoan lớn đọt 4.5m3. Đây, fan Fuji, tất cả đều fan Fuji luôn, không có fan nào nứt chân hết. Còn phôi thì nó có xây sát như thế này ha nè, xây sát nhẹ ha nè. Chung tổng thể vẫn còn nhìn được, tạm ổn, không có xấu, cũng không phải gọi là quá đẹp. Tạm ổn ha, có vết sờn, vết mờ nhưng mà tổng thể cần vẫn còn đẹp. Đó. Con xoắn ISO đọt 4 nha, hàng carbon, Korea xuất Nhật, nặng là 420 g. Ngọn là 1 ly 8 ha. Rồi cây là mã số số 14, giá 900 ha. Số 14 giá 900. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em một cái cần hàng NFT, hai ngọn đẹp như mới ha, dành cho những anh em mà thích sưu tầm hàng NFT nè. Bắt máy Fuji da băng, Fuji nổi luôn ha. Cái chữ Fuji này nó chạm nổi luôn nè. Đó, Fuji da băng hai ngọn ha anh em, hai ngọn 2m4 nè. Đó, hàng NFT đẹp như mới luôn. Đó, cái dòng này nói chung cũng NFT nhưng mà nó không sắn bồ lớp ha. Cái dòng mà sắn trơn nhưng mà nó cũng dạng hai da chứ không phải một da đâu. Đó. Phôi này rất là trâu, rất là khỏe luôn, hai ngọn nguyên zin nguyên bản hết ha. Khoen được khoen Fuji dạ quang. Cái dòng xứ khoen dạ quang có buổi tối nó phát sáng ha. Hai ngọn rất đẹp, rất mới luôn. Mới chát chỉ thiếu cái hộp cái bao thôi ha. Một ngọn màu cam, một ngọn màu vàng. NFT tem vàng nội đi Nhật nè, khỏi phải suy nghĩ ha.
chỗ này nó có một vết dơ, vết sờn nhẹ tí chỗ này thôi nè. Đó, cho để hai cái cần cọ cọ qua lại vậy nè. Nó cái cần rất đẹp ha, vết sờn như thế có thể đánh cana ra mấy chỗ này nè, chỗ này đánh cana là mới luôn. Nó hàng như thế nè, nó hai ngọn nha, một ngọn cứng 40-60 và một ngọn cứng 60-80 ha, hai ngọn hai size. Cái chui cần đây, chui cần nè, nhìn là biết hàng nội địa rồi ha, hàng này mới giờ không có chui cần như thế này đâu. Rồi cây này hai ngọn hay nè, rất đẹp rất mới luôn á. Và cân nặng 333 gram, linh hồn 333, tổng thể hai ngọn thế này rất nhẹ, 2m4 luôn ha. Đó, cái này em nghĩ là ngọn 2,5 ly và ngọn 2 ly á, ngọn 2,5 ly và ngọn 2 ly ha. Rồi cây này là mã số 15, giá 1,2 triệu à. Rồi tiếp theo lên cho em một cái cần, nó nhìn sơ qua những cái gốc tưởng là đây qua Kentucky keo láp không ha, thì cây này nó cũng dạng như vậy nhưng mà nó không phải keo láp. Nó chỗ này nó có làm một cái sơn nhám để anh em nắm vô đây, anh em rút cái lóng ra nó không chắc tay này, nó không bị trơn trợt này ha, để nắm vô khoen nó hư khoen. Đó, cây này cũng là bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn ha, cán mút đi vào cao cấp mới chát dòng zin đây, cũng là hàng nội địa Nhật ha. Nó mình không phải đai qua anh em, hãng cũng hãng khác, hãng gì nè, có logo mà em nhìn tối quá em nhìn không ra nè, có chữ như thế, bản special nè, special action gì nè ha, 50 2 khúc 2m4, hàng của em hàng đẹp không à, nó đẹp mới chát như mới luôn. Như đây mà anh em mua không được nó thôi luôn, anh em có đòi lựa hàng đẹp hơn nữa thì không biết làm sao em có đồ mua. Đó, cây Fuji phản quang 2 khúc 50 2m4 khá đẹp luôn, thiết kế y chang như đây qua Kentucky Collab vậy đó. Mà cái này là sóng gân ha, ngọn cũng vậy nè, chân khoen cũng rất đẹp luôn, mới chát à. Đó, 50 2m4 2 khúc ha. Rồi cây này cân nặng là 320 gram, ngọn 2,5 ly. Cây này mã số 16, giá là 950 ha. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần 2 khúc nha, cần lua 2 khúc hay nè. Anh em hỏi em cần lua nhiều thì em có duy nhất nguyên cái lô này về với đúng một cây cần lua 2 khúc 2,7 như thế này. Cán mút liền ha. Bắt máy là bắt máy theo hãng của nó. Đó, bắt máy theo hãng của nó, carbon là carbon xoắn nè. Xanh ngọc ha. Đây tem vàng. Dòng Seabass là chuyên quấn cá trẻm đó ha, cá vượt cá trẻm đó. Hai carbon clear fighter như là Seabass 90 là 2,7 ha, nó không có thông số gì hết. Thì cây này á, nó cứng tầm khoảng M ha, M mà H gì đó, so với cần lua 2,7 ha. M mà H chuyên lua gần thì cái thông số đãi mòn sẽ khá cao nên ngọn nó to ha, fan Fuji. Đó, tất cả đều fan Fuji, cây này em nghĩ tầm M mà H ha, và lượng tải mồi cao á, chuyên cho anh em quấn lua biển, lua gần rồi đó. Cân nặng 245 gram ha, 2,7 được một cây duy nhất thôi. Thì anh em nào có đang cần có thể mua ha. Ngọn 2,8 ly. Rồi cây này là mã số 17, bán anh em giá cũng là 950 luôn ha. Số 17 với 950. Rồi, tiếp theo lên cho anh em một cái cần 3 khúc, 3 khúc 3 mét chuyên chép ha. Chuyên quấn chép, quấn mè lăng xê đồ. Order Poison. Hãng của Alpha Tactical nè. Boat Rod. Đó, hàng carbon, sơn màu đen ha, dành cho anh em thích hợp màu đen, mà sơn đen này cũng không phải là sơn bóng, cũng phải nhám nha. Đó, cái này là hai sơn xe máy nhiều lắm, cái màu sơn này nè. Anh em có thể thấy ha, cây cũng mới đẹp lắm. Bắt máy là một máy Fuji carbon. Cán mút liền, cao cấp luôn, mút cứng ha. Đó, cây này hàng Korea hay nè, sản xuất từ Korea, xuất từ trường Nhật ha. Hàng hãng Alpha Tactical. Đó, chỉ đen đỏ, anh em nào phong thủy thích phong thủy đen đỏ đúng cái này ha, 3 mét nè. Alpha Tactical nè, Martin. Đó, cây này được cái là cái đầu bu Fuxic ha nè, đầu bu Fuxic chống sắn luôn ha. Đó, đầu bu Fuxic chống sắn, còn khoen chính là khoen Fuji xám ha. Ba khúc cây này cũng vậy, cây này cứng tầm khoảng 40-50 ha, thích hợp cho anh em quýnh chép Rofi tra trê trim lăng xê mèo đó ha. Như thế ba khúc 3 mét, cây cần cũng rất đẹp ha, dành cho anh em thích là màu đen tông đen chỉ đỏ ha, rất đẹp, nặng 338 gram, ngọn cũng khá to, ngọn 2,5 ly ha nè. Rồi cây này là mã số 18, giá 900 hay nè, giá khá bèo luôn, 900.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần ISO khăn lớn ha, ISO khăn lớn đột 6 luôn nè, một màu cam ha. Hãng Alpha Tactical, chỗ này nó dính keo một tí chỗ này nè. Bắt máy Fuji.
đọt 6 và 5 2 nha. Cây này sản xuất tại China, hãng hãng Alpha Techco, hãng của Nhật nha, và sản xuất gia công tại China và xuất thị trường Nhật. Nó còn luôn cái nắp chụp zin của nó nè, nắp chụp zin như nó có phen nè, quá độc luôn á. Phen Fuji nha, phen Fuji đó, chân phen quá độc luôn em thấy không, quá độc đáo luôn. Nó dành cho anh em muốn bật bãi thì quốc cây này ha, thích màu cam nó hợp với màu cam thì quốc cây này luôn. Phen Fuji, tất cả phen Fuji đẹp, không có lỗi chân gì hết đó. Bon nó có vết sờn như thế này anh em, vết sờn cho kéo vô ha, nó tổng thể nó vẫn còn ngon lành. Vết sờn vết xước có ha, có vết sờn vết xước thấy rõ ha nè. À, có chỗ này nữa, chỗ này nó bị bong nước sơn bắt đầu từ khúc này ha, tới đây nó chảy dài xuống nó xước nước sơn nè, nó lớp sơn bóng bên ngoài nó có thể cạo nó ra nè, thấy không đó. Chỉ là lớp bơ sơn thôi anh em ơi, cái này không ảnh hưởng tới phôi nha, nó lồi ra phôi trong nè đó, nó sơn bóng thôi, chỉ bị chỗ này thôi ha. Để tới đây nè, dễ dài xuống tới đây nè, con chỗ này là vết xước cho kéo vô ha, không ảnh hưởng tới phôi nha anh em, không có dập gãy gì hết, còn lên đây phôi đẹp đàng hoàng đó. Bên đây phôi đẹp ha, ngọn cũng vậy nè, ngọn cũng ngọn màu cam luôn, nó có vết sờn trên đầu ngọn một tí, sờn nước sơn thôi. Đó, đọt 6 luôn ha, anh em muốn bạc bãi, muốn lục đồ cần rồi. Như thế, nặng là 483g. Ngọn 2.3 ly. Rồi, cây này là mã số 19. Giá 1 triệu tròn ha, mã số 19 1 triệu tròn. Rồi, tiếp theo lên anh em có cần 2 phút, dòng Shimano Argos ha. Cái dòng này những anh em nào chuyên bán hàng Nhật rồi nó săn dòng này ghê lắm. Dòng này giá khá cao, khá đỉnh luôn á. Shimano Argos nè, dòng Argos Shimano ha, cán cần cán như thế này đây, chui cầm nè, đó, order by sàn ha, Shimano đồ đi Nhật, sóng đít gân nè, bắt máy Shimano chính hãng Argos Fuji, cán mút, đó, cán mút này nó tiện cái kiểu ngọn lắm nha, chỗ này nó dẹp xuống này nó không phải tròn ha, để mình cầm nó rất là chắc tay ha, thế sóng ít nè, cứng 30 và 2.7 m, hàng mắt in da băng luôn ha. Đó, 30 H7 2 khúc Argos Shimano ha, mắt in da băng luôn, sóng ít gân nè. Cái này không phải là cũ ha, cho cái mặt này nó sơn nhám, cái dòng này nó vậy ha, mặt này nhám nó sơn kiểu á, đủ cách á, cho nên nó bóng nè ha. Đó, tất cả là phen Fuji. Thì cái cây này tiếc một cái là bị thằng nào nó gỡ mất cái bu ha nè. Đụng mà nó gãy tới đây luôn rồi. Vận chuyển về nó tức nó gãy tới đây luôn ha anh em. Nó gãy tới đây, vít gãy tới đây ha. Thì anh em nào câu á, thì lấy về hạ bu xuống cái chỗ này ha, hạ cái bu xuống chỗ này thì chắc nó gãy khoảng chừng 10 xăng á, nó còn khoảng 2.6 m ha. Không tính đâu nào nó thay cái bu, quay ngờ vận chuyển gãy luôn chỗ này, cái tì chỗ này nữa thôi, tiếc quá. Tôi cần mắt biết, mắt không biết, biết giá cao luôn ha, giá biết cao luôn thì em bán cho anh em về sưu tầm ha, thay bu xuống chơi ha, cứng 30 H7, nó phôi quá chuẩn luôn. Giờ anh em muốn kiếm như dòng này giờ khó lắm, dòng này giờ mắc lắm ha. Rồi, cân nặng như thế này đây, nó nặng là 329g, gọn 2.3 ly. Rồi, cây này mã số 20, giá 1 triệu ha, 1 triệu về cho anh em vừa chơi sưu tầm ha. Chứ cây này nếu mà có ngọn nguyên zin nguyên bản thì giá phải tầm 2.5 triệu, tại vì cái giá này nó tùy theo cái hàng mà dạng thuộc hàng sưu tầm mà hàng đời cổ, và bên Nhật nó giá mắc thì về Việt Nam giá nó cũng rất là mắc ha, nó như vậy. Anh em nào chơi xuyên sưu tầm những cái dòng đó, anh em mới biết giá trị của nó. Thì bình thường nó sẽ bán như vậy. Thì tùy anh em nào thích sưu tầm thì cứ mua ha. Có để đó. Thì rồi sẽ có người mua. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần 2 khúc ha. Một cái cần 2 khúc carbon xoắn 2 da. Thì cái chỗ này á, là do bọn Nhật nó chế thêm cái này nè, để nó cột cái dây an toàn vô á, tránh trường hợp cá lôi mất cái cần ấy ha. Thì nó làm nè, chỗ này nó quấn lên keo đi nham nhở nè. Đó, nó còn lại là cần đẹp ha, cây hàng Ryobi nào đi Nhật luôn đó, bản special, bản đặc biệt nè, bắt mắt Fuji carbon, hàng sóng gân hay da hết, sóng hay da, sóng gân ha, sóng hay da, Ryobi 2.1 m, hai ngọn anh em, này là hai ngọn chứ không phải ba khúc, hai ngọn, một ngọn cứng 30-60 và một ngọn cứng 50-80 ha, hai ngọn 30-60 và 50-80, hai khúc 2.1 m, sóng hay da, ngọn cũng sóng hay da luôn ha.
tất cả đều fan Fuji, và hai cây này đều hai cái ngọn hỗ trợ đầu bu Fuji hết. Đó, xuống chỗ này nó có một cái vết sờn nước sơn chỗ này nha ha, sờn nước sơn thôi, là do để với thành cầu á, trên thành cầu hoặc là thành liền bèo đó, nó gạ ra luôn, nó chốc nước sơn nhẹ chỗ này một tí ha, nó không có xước ha, chốc nước sơn như thế thôi. Với cái cây này hình như nó có bị mất một khoen nữa ta, đúng rồi, cái ngọn này nè nó bị thiếu mất một khoen chỗ này ha. Cái này không phải là khoen tất cả đều được khoen xích hết nha anh em ơi, mới nhìn kỹ lại, ô tất cả đều khoen xích hết. Đó, tất cả được khoen xích hết nha, chứ không phải đầu bu nha. Đầu bu là xích môi chè, và nó bị có một ngọn bị mất một khoen chỗ này, lưu ý giúp em. Có một ngọn mất khoen chỗ này ha. Còn tất cả là khoen xích hết hai khúc. Thằng 2m1 và hai ngọn em rất là ít thấy ha. Cái này là 2m1 hai ngọn. Special. Rồi, cân nặng tổng thể chứ thông số chi tiết đây. Cái này là nặng 257 g mà tổng thể hai ngọn như thế này ha, hai ngọn như thế này chỉ có 257 g thôi. Rất nhẹ ha. Cây này là ngọn liền chứ ngọn không có tháp nha anh em, ngọn liền, một ngọn 2 ly 2 và một ngọn 1 ly 6 ha. Rồi cây này là mã số 21 giá 1 triệu 1 nha anh em, mã số 21 giá 1 triệu 1. Rồi tiếp theo em lên cho anh em có cần 2 khúc 3 m ha. Thay vì anh em là tím phân lá không có được chơi xích gold tạm cũng được ha. Misaki. Đó, planning tem. Carbon sóng caro 2 da ha, chỗ này sóng caro 2 da như thế. Bắt má Fuji tem vàng. Đó, chỗ này là nó quấn cái dạng như tay cầm giống cần tay để quấn cho thêm ha. Anh em nào về thích lọt ra quấn cái khác lại ha. Đó, lọt ra sẽ bóng hới luôn, không ảnh hưởng, không có chạy xước gì hết. Cây này là bản limited ha anh em, bản limited là bản giới hạn ha. 3m. Đó. Hàng carbon 2 khúc 3m, cây này cứng tầm khoảng 30 50 ha anh em, cứng tầm khoảng 30 50 2 khúc. Tất cả đều là fan xích gold hết, kể cả đầu bu cũng vậy, đầu bu xích môi chè fan xích gold hết nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 13 14 15 cái fan full xích gold ha anh em. Nói chung for cũng còn rất đẹp luôn á. Bản special, bản limited nữa, bản giới hạn nữa ha. Như thế cứng tầm khoảng 30 50 cái này về vĩnh chép mới tịch nè. Hai khúc ha, về vĩnh chép với lăng xe rồi mới tịch, hai khúc 3m fan xích gold. Cần tổng thể mới lắm, mới chát luôn, nặng 362 g, ngọn to nữa nè, ngọn 2 ly 5 luôn á. Rồi cây là mã số 22, bán em giá là 1 triệu 2 ha, giá rẻ bèo 1 triệu 2. Rồi tiếp theo lên như quý anh em một cái cần sub leader ha. Sub leader dài 4m05 và cứng là CST ha. CST thì cứng tương đương với 30 ha, hàng made in Indonesia, dòng sub leader toàn Indo thôi. Shimano là cái cây này nó có một cái lỗi chỗ này là nó mất cái nút đít ha anh em mua hàng là lưu ý giúp em, nó bị mất cái nút đít chỗ này thì nó bán giá rẻ hơn ha, rẻ hơn tới mấy trăm ngàn nữa ha, mất cái nút đít nó bán giá dòng ship leader. Đây nói chung là foil cũng còn bóng nhưng đẹp, nhưng mà có vết sờn nhẹ chỗ này nè, tâm DT chỗ đó ha. Bắt máy Fuji, anh em là chuyên quýnh ship thì biết rồi, ship leader ha, dòng ship leader như thế này, nó có vết sờn chỗ này. Không có dập nứt gì hết, fan Fuji, tất cả đều fan Fuji và không có lỗi lầm gì hết ha. Thôi đây, nó có vết sờn, vết mờ thế này, nhưng mà cần vẫn đẹp, vẫn ngon, thôi vẫn chất lượng, khỏi phải lo. Nó thật con xoắn, và cái ngọn thì đặc thù rồi ha, ngọn là xoắn ít gân và định vị khoen như thế này, đặc thù của thằng sub leader ha, ngọn xoắn ít gân. Nó cứng 30 và 4m5 ha, quấn lục xa bờ. 30-40m, cũng lục bạc bãi rồi cũng khá ngon ha, mất cái nút đít, về anh em chế lại giúp em. Nặng là 380g nha, nó khá nhẹ luôn á, 380g, 4m05, ngọn 2 ly 6 luôn ha anh em. Rồi, cây này là mã số 23, bán với anh em giá là 2 triệu tròn, 2 triệu tròn ha. Bình thường cây này giá phải tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7, thì cây này bán giá 2 triệu, rồi mất nút đít. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cần ISO fan nhỏ ha, cây này về cho anh em hạ tay, cái góc nó xấu như thế này, nó bong chốc nước sơn nhẹ chỗ này ha, cái góc này nó về hạ tay thì anh em mua cái màn co anh em bọc ở chỗ này nó sẽ đẹp rồi. Bắt máy dư được bắt máy Fuji Daiwa xịn sò nè, tọt 1.5 và 5m3 ha, cây này thì về cho anh em hạ tay, dòng Daiwa, hàng con Daiwa rất cát ha, sóng ít hay da nè,
Thì cây này mấy cái khoen dẫn em vận chuyển về á, do nó sốc nó bị gãy cái ngọn một tí rồi, nó rớt mất tiêu của dàn khoen nên nó bán theo kiểu anh em về tự hao tay ha. Thôi là phô sóng ít đẹp đàng hoàng nè, thì thấy này ha, bóng hới thôi. Phô sóng ít hay da hàng đa hoa xịn sò luôn chứ có hàng thường đâu. Sóng ít hay da như thế này. Thì cái ngọn này nó bị gãy ha nè, nó vận chuyển về nó vẫn còn dài như thế này. Nó vận chuyển về nó sốc nó gãy nó rớt mất tiêu và ngọn đó, cái ngọn còn rất dài ha anh em. Nó vô tình thành cho anh em hạ tay cái này tầm 4h hơn ha, nếu hạ tay tầm khoảng 4h thì sẽ bán phôi cho anh em hạ tay về được hạ tay giúp em. Nặng là 189 gram. Ngọn là 2 ly đúng ha. Rồi cây là mã số 24 bán anh em giá 650 ha. Đó rồi, tiếp theo lên cho anh em một cái cần phân lá hai khúc ha. Dòng Holder Vision Gold nè, carbon sắn caro hay da, chui cần vẫn còn đẹp ha, bắt máy nè, Fuji hãng Anh Khoa Tích Cò carbon, cán mút đưa vào cao cấp ha, đây cầm cái này về xích lá đàng hoàng luôn, hãng Anh Khoa Tích Cò nè, đồng bô qua công, cứng 50 2m7 ha, hàng của Made in Korea, sản xuất tại Korea và xuất thị trường Nhật ha, tất cả được phân xích hết, phân xích lá là dành cho nên phân xích lá còn một vài cây thôi ha. Thì anh em nào đang cần thì tranh thủ mua. Nó chuyên khoen này. Chuyên khoen nó có rạn chỗ này ha, mà không ảnh hưởng gì đâu, bình thường thôi, đồ vô xích chống sắn luôn nè. Khoen, khoen lá đàng hoàng 2 khúc 2m7 luôn ha, 2 khúc 2m7 cứng 50. Thì em còn một cây cứng 30 nữa, thì anh em muốn lấy một cặp thì lấy ha. Như thế, còn một cây trang giống hệt dây luôn, chỉ cứng 30 2m7 cũng là khoen xích lá như thế này. Tổng thể cần đẹp ha nè. Rồi cân nặng cây này là nặng 316 gram. Ngọn 2 ly 7 ha. Rồi, cây này là mã số 25 giá 1 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần bạo lực 2m1 ha. Một cái cần bạo lực 2m1 xoắn hai da đẹp như mới. Mới chát anh em có thể thấy nè, cây hãng Suzumi Motorbone. Đẹp mới chát luôn, bắt máy Fuji carbon mới chát, cán mút cũng vậy. Đây là cao cấp mới chát luôn, cứng 300, cứng khủng bố 2m1 ha. Nè, xoắn bảy chép hai da rồi ha, hàng của Suzumi, hàng này là sản xuất từ Korea ha và xuất thị trường Nhật. Nói chung là cần mới bát, mới chát, mới bóng từ phen cho đến thau phôi ha. Tất cả là đồ phen Fuji biển chân quỳ hết. Nè, tất cả đồ phen chân quỳ hết ha, 2m1. Chắc sẽ có nhiều anh em đang cần. Cứng 300 2m1 ha, dành quýnh biển bạo lực ha. 300 2m1. Các anh em Phú Yên đồ sẽ mua những cái dòng này, thì anh em Phú Yên chơi những dòng này nhiều lắm, một săn cá một con cá là về đủ giống như cần. Cũng 300 2m1 rất đẹp, đẹp như mới luôn, nặng là 440 gram hay nè. Ngọn 46 ngọn to đùng, mã số 26 giá 1,8 triệu nha. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em là một cây cần Shimano, sub Shimano hàng nội địa Nhật nha, sub Arocat Shimano dòng nội địa Nhật nha. Ở chỗ này nó có xe sát nhẹ ăn tí, không ảnh hưởng gì hết, dòng Shimano Arocat sub nội địa Nhật. 4m25 CST, hệ thông số khá đẹp ha nè, 4m25 CST. Nó dòng nội địa Nhật Shimano thì cái phôi đanh lắm ha, phôi đanh mà nãy kỳ tốt luôn. Nó dành cho anh em thích hàng nội địa Nhật. Đó, dòng Shimano Arocat bắt máy Fuji thêm vàng, cần cũng còn khá đẹp nè, bóng mướt ghê luôn. Tất cả được phen Fuji ha. Đầu bô cái này nó có dính ten dính keo một tí ha anh em. Thì cái này khi nào gửi cho anh em sẽ xịt BG7 vệ sinh kỹ lại cho anh em. Đó, cây này thì em chưa kịp vệ sinh là chân khoen rồi nó còn đống bụi rồi ở đây ha, nhưng mà không có dấu hiệu nước chân ha, khoen nó còn đẹp. Thôi nè. Có định vị này ha, có định vị phôi quá trời đẹp, phôi đẹp mới chát luôn nè, nó phôi mới chát luôn ha, cặp phôi sắn gân đàng hoàng, phôi mới chát luôn, ngọn nè, viên bản của nó hết, mới chát. Nói chung cây này mới lắm, nó chỉ có cái gốc xe sát nhẹ, cái đầu bu nó dính keo dơ tí này thôi, đang dơ một tí thôi, ha, 4m25 thông số cũng quá chuẩn đẹp luôn á. CST là cứng 30 ha, đánh lục tầm 30-40 mét về đầu, nặng 463 gram. Ngọn là 2 ly rưỡi. Rồi cây này là mã số 27 giá là 2,2 triệu ha.
số 27 giá 2,2 triệu nha quý anh em. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần 2 khúc 3 mét ha. Giảm dài có nhiều anh em hỏi em kiếm cần 2 khúc 3 mét thì hôm nay em còn sót đúng một cây, một 2 khúc 3 mét dạng phen thường, phen xích như thế này ha. Cái này phen xích anh em. Cán bằng rất đẹp nè, cán bằng ghép nữa. Ghép loại này loại kia với nhau rất đẹp ha. Chú cần như thế. Máy Fuji tiêu vàng. Họ cán bằng nó ghép rất đẹp ha. Đó, hai cái loại gỗ bằng khác nhau nó ghép lại với nhau nè. Cây này hàng của Olympic ha anh em. Olympic Corona gì nè. Cora Corona gì nè, cứng 83m 2 khúc nha, hàng của Olympic. Và cây này hàng dòng đời mới sản xuất tại China và xuất ra thị trường Nhật ha anh em. Hàng nhãn của Olympic, fan vui xám ha anh em. Fan vui xám 2 khúc. 2 khúc độ cứng cao, cứng 83m nữa. Được cái này hỗ trợ đầu bu Fuji xích chống sắn luôn, nòng súng luôn ha. Cái ngọn cái này nó có sơn màu đỏ để câu dạ quang buổi tối, nó định vị cái đoạn cần á. Thế nói chung cần đẹp nè, phôi đẹp. 2 khúc thông số đẹp, cứng 80 nữa ha, cứng 83m nữa, 2 khúc nữa ha. Rồi cây này cân nặng là 380g ha nè, nói chung cũng nhẹ, cứng 80. Ngọn 3 ly 3, rồi cây này là mã số 28 giá 1,4 triệu nha. Rồi tiếp theo lên đi quý anh em một cái cần 2 khúc ha. Lúc trước thì em có mấy cái cần này thì anh em là chưa mua được thì tranh thủ mua ha. Cây này hàng cũng đai qua nè. Cái cán nó không phải tròn mà nó dẹp bầu như thế này ha. Đai qua Holder Lock sắn ít gân, hai da, hàng nội địa Nhật chuẩn 100% luôn, khỏi phải suy nghĩ lo. Bắt máy Fuji da băng, tem vàng. Cán mút và cầu cấp, cán mút cứng luôn ha. Sắn là sắn ít hai da nè. Nó sắn ít hai da tới ngọn luôn. Cây này thì độ cứng cao, nó cứng 120 và 2,7 m ha. Hàng đai qua nội địa Nhật. Đó, đai qua dòng carbon whisker nè, thì chỗ này nó có sờn với sơn bóng chỗ này ha. Nói chung cái cây này thì nó thông số đẹp, cần thì cái độ bóng thì nó không được bóng bẫy hay nè, nó có rợp nước sơn bóng ngoài chỗ này nè, từ đây đổ lên nó có rợp cái sơn bóng li ti chỗ này nè. Nó cả con whisker ha, nó được cái là độ cứng đẹp, phen là phen Fuji biển hết, là tất cả phen Fuji biển, đầu bu là đầu bu Fuji ha, đầu bu ship bu chè phen biển. Nó có sờn nước sơn chỗ này ha. Nói chung là cây này nó bong chóc nước sơn bóng nè, em có thể thấy ha, như thế tình trạng nó như thế anh em. Nó nhưng mà giống dòng cần độ cứng cao như thế này thì cũng ít về lắm, đặc biệt là dòng này xoắn gân nội địa Nhật ha. Trước em bán nhiều lắm mà mấy cây kia thì đẹp ba khúc mà độ cứng không cao bằng cây này độ cứng cao ha, phen biển, bù lại là thôi không được bóng bẫy, thôi có dấu hiệu là nó bị bong nước sơn bóng bên ngoài ha, như thế. Rồi thông số nặng là 443g, ngọn 3 ly 8. Rồi cây này là mã số 29 giá 1,5 triệu anh em, mã số 29 giá 1,5 triệu. Rồi anh em không thích cần rút, không thích cần khúc đó, thì anh em chuyển qua cần rút ha, cần rút bạo lực cái cây này. Nó hàng carbon, cái chu cần như thế này đây, nó hàng carbon anh em. Bắt máy Fuji carbon. Nó cứng 80-39 dòng cần rút ha. Đó, cái này về cho anh em nó lục cũng được nè. Lục đồ. Đó, có lăng xe biển rồi cũng được đó. Dòng C-Screen nè. C-Screen Link nè. 80-39 ha. Fan là fan Fuji. Tất cả đều fan Fuji và các fan địa 3 nó có nước chân ha. Thì cái fan địa 3 này thì em có em thay được cho anh em ha. Đó, còn cái fan này nó có nước chân nhẹ một tí, cái fan này nữa này ha. Hai fan nước chân anh em. Fan địa 3 thì em thay được. Còn cái fan này nếu mà có fan time sẽ thay cho anh em luôn, còn không có em sẽ xử lý em dán keo lại cho anh em ha. Đó, cứng 80 3,9 là con xoắn như thế này. Đó, con xoắn nha. Nói chung là cần nó không bóng bẫy như mới nhưng mà cũng không có vết chảy xước nhiều, nó cũng không có vết ấy anh, chứ nó sờn nó không bóng đẹp thôi ha, mình cũng không có mờ nữa. Nói chung là vẫn còn đẹp ngon lành anh ơi, thấy nè, nó vẫn còn bóng đẹp, vẫn còn ngon lành ha. Độ cứng cao cứng 80-39 luôn nữa. Rồi cây này cân nặng của nó là 425g, cứng 80 và 39 dòng cần rút, ngọn 3 ly 2. Rồi cây này mã số 30 giá 1,2 triệu. Rồi tiếp theo lên chú anh em là một cái cần 3 khúc quen xích lá, hàng của Daiwa xịn sò con bò luôn ha, Daiwa Hero Lock nè, 3 khúc bằng xích lá.
Dù cần thì nó có đóng tiền ố ố hơi hơi tí chỗ này ha. Đây hàng này sản xuất tại Taiwan ha, xuất thị trường Nhật ha, cứng 30 dài 3,5 m 3 khúc, hàng đây qua xịn sò, bắt máy đây qua xịn luôn nè. Đó, cán mút thì và cao cấp luôn. Rồi, nè, thông số anh em thấy thế cần quá đẹp luôn ha, cứng 30 dài 3,5 m nè, cái cần đẹp lắm. Ven về xích lá hết 3 khúc, dòng Super Feel. Dòng Super ha anh em. Đó. Đầu bu xích chống sắn nè, quá trình nhiều ven được 1 2 3 4. Super Seal nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cái fan full xích ha. 17 cái fan full xích như thế này. Nói chung cần vẫn còn đẹp nhưng mà nó có không phải là đóng bụi bẩm khá nhiều, bụi bẩm với vết sờn nhẹ khá nhiều ha. Cái này về anh em đánh cà na lại sẽ rất là đẹp. Đó, cái này về quýnh chép là tuyệt đỉnh luôn á, hoặc là quýnh lục đầu cần nó cũng ngon lành luôn á ha. Lúc mà cần muốn chép được tuyệt đỉnh, muốn mè là cây này cầm câu là vip luôn, đẹp luôn á ha, khá đẹp luôn á, cần thiết kế khá đẹp, rất đẹp, hàng đã qua xịn sò luôn, sản xuất tại Taiwan và xuất thị trường Nhật, hàng carbon nặng 480 g ha. Ngọn 2,4 l. Rồi cây này mã số 31 bán bên em là giá 1,6 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần, hôm trước thì em có lên video 085 để em có lên một cây, cũng là hàng đai qua fan xích gold ha. Rồi, cái xoắn cần của cây này xoắn hai da hai ngọn nè, để anh em có thấy không, đẹp nè, hai ngọn luôn, quá đẹp luôn. Hồi xoắn ít hai da, hồi bóng lưỡng mới chát, hàng cũng đai qua ha, đai qua và mất in Taiwan luôn ha, sản xuất Taiwan và xuất thị trường Nhật luôn ha. Nè, hai ngọn, một ngọn cứng 50 và ngọn cứng 80 ha, dài 3 m 3 khúc và hai ngọn, đặc biệt là hai ngọn 3 m 3 khúc ha. Đó, 3 khúc nó đã gọn rồi, tiện dụng rồi, nhưng mà này thêm cái là bonus thì một ngọn là hai ngọn luôn. Tất cả là sơn Fuji, một ngọn màu trắng và một ngọn màu cam ha. Cái ngọn là sơn dạ quang nè. Còn phôi là sóng ít hai da này, mình thấy nè, sóng hai da phôi bóng đẹp luôn. Nói chung cần cũng còn đẹp lắm ha. Chân khoen là cũng đẹp nữa. Nói chung cần đẹp, chân khoen đẹp ha. Bóng hới nói chung mình cũng cần 3 khúc mà hai ngọn rất hiếm nè, cây này cây cuối cùng thôi không còn nữa. Thì anh em mà chưa mua được thì tranh thủ có thể mua cái này ha. Nó như thế, đây qua xịn sò luôn, nhà tinh. 360 g, 3 khúc 3 m, hai ngọn tổng thể như thế này nè, 360 g là rất nhẹ ha. Nó ngọn 2 ly và ngọn 2 ly 2 ha. Rồi, một con cứng 50 và ngọn cứng 80 luôn ha anh em. Rồi cây này là mã số 32, giá chỉ có 1,5 triệu ha. Rồi tiếp theo lên trên em một cái cần zip máy đứng ha, giọng zip máy đứng quýnh bạo lực ha nè. Cây này là màu xanh đột chuối, kể cả cái cán mút cũng màu xanh đột chuối luôn, như thế này, zip cắm góc nha nè, thì anh em là chuyên zip biển là sẽ biết. Và cây này giá cũ là 3,2 triệu ha, giá mới anh sale luôn còn 2,5 triệu ha, cho anh em vừa chuẩn bị zoom một zip biển rồi bán giá sale cho anh em tranh thủ sắm đồ ha. Mà trước 33 giá 2,5 triệu ha nè. Đó, cần zip này thì khỏi nói về phôi rồi, khỏi phải bàn ha. Hãng hãng Tifa, hãng cao cấp luôn, hãng nội địa Nhật luôn ha. Săn con cá này nè, anh em biết nè, anh em quýnh xích biển sẽ biết dòng cá này. Đó, cần như thế. Còn thông số đây, 8 feet là 2,4 m. Đó, bo át 20 gì nè, không rành ha. Cái thông số này thì em không rành rồi. Lua từ 20 đến 80 g nè, tải từ 16-20 là bao nè ha. Phen full xích nòng súng to bùng chà bá luôn. Đó, phen full xích nòng súng to bùng chà bá, phen nào phen nấy to nè, bá nện luôn. Đó, to chà bá nện luôn ha. Phen xích nòng súng hết, kể cả đầu bu xích luôn ha. 2,4 m. Đó, nói chung có dòng cần này mà đem quýnh lua cá lóc, chịu lua cá lóc quýnh lên cá cho hả họng luôn. Rồi, cân nặng cái này là 378 g. Còn 2,5 l ha nè. Rồi cây này mã số này em báo rồi, mã 33 giá 2,5 triệu ha, giá cũ là 3,2 triệu, sale còn 2,5 triệu ha. Rồi cây cuối cùng trong video hôm nay em gửi đến quý anh em là cái cần tay lóng ngắn nha, hàng của Nissin. Anh em có thể thấy nè, cái lóng nè, nó không phải tròn mà nó vuốt dẹp hai bên ha, có thể thấy nó vuốt dẹp xuống này ha. Nó thường thường cái phôi tròn nó quấn mới được, còn phôi này nó quấn kiểu này là dạng vip mà. Hàng của Nissin nữa, Karu ha, 5,4 m, lóng ngắn anh em. Cần vip ha, cần hãng xin vip ha.
cái chỗ này nó còn ác hơn chỗ này nữa. Nó rút xuống cái lóng kỳ cục không, nó gồng cần đúng kỳ cục luôn, hàng cao cấp nó làm khác thường khác người ha. Nó kỳ cục kẹo, hàng cao cấp nó làm kỳ cục lắm. Cái chỗ này nó dính do nó cái dây thun nó chảy ra nó dính vô ha, về nó vệ sinh lại. Cái xin thì nó đi nhật trăm trăm rồi, có phải hỏi rồi. Cặp con xoắn nè, dính dơ chỗ này nè ha. Mấy chỗ này dính dơ thôi, về em lau lại sẽ chùi để rất là sạch, rất là mới luôn á. Đó. Thôi nè, thôi nè. Nói chung cây này về đánh cana sẽ rất là mới luôn, tại vì nó dính vết dơ trên cần nhiều. Thôi thôi mới đẹp nha, nhưng mà cây này thì có lỗi anh em, cây này không phải nguyên bản có lỗi ha. Cái lóng này vẫn là của nó nè. Đó, chỗ này nó có nó vẫn bằng keo trắng chỗ này ha. Đó, hai cái lóng ngọn này đã thay hai cái ngọn có khác vô nè, chắc có thể nó dịp gãy rồi nó lấy lóng khác nó thay vô ha. Mà chỗ này thì nó có gắn keo như thế này thì anh em lưu ý cái này giúp em ha, hàng nó như thế không nguyên bản như vậy ha. Nè, nhưng mà rất chắc chắn ha. Để cong dưới cào luôn ha. Nó là cây này độ cứng cao, nó dài 5m4 và cây này tầm khoảng 4h hơn nha, 4h 4h rưỡi anh em. 5m4 thì cây này nói chung là hàng VIP. Tiếc một cái là nó không nguyên bản. Cái chỗ đó lưu ý giúp em, cây này lưu ý giúp em như thế ha. Nắp chụp của nó nè. Rồi, cân nặng của cây này nặng 157 g. Nó thu gọn là 50 cm ha. Thu gọn 50 cm rồi, cây này mã số 34 và cuối cùng hôm nay là 700.000 ha, mã số 700.000. Đó thì em cũng xin là tất cả là 34 mã hàng. Xin kết thúc video tại đây ha. Thì anh em mua hàng vui lòng chốt qua số điện thoại Zalo của em là 0919192035 ha. Lưu ý chốt trên đó, em sẽ chốt trước, ví dụ video em up lên bây giờ em quay xong hiện tại là 11 giờ 35 phút. Đêm ha, 11 giờ 35 phút. Em up video lên chắc phải tầm 12 rưỡi mới xong được đó. Có thể em sẽ ngủ quên luôn, ngủ thiếp luôn. Thì anh em nào mua hàng thì còn thức còn xem á, thì hôm gà có chia sẻ luôn, rất là nhiều anh em xem 1-2 giờ đêm vẫn chốt đơn ha. Nó là cái động lực rất lớn để em có thể cố gắng lên một video, mỗi ngày một cái video. Em thấy không, ngày nào cũng lên video trẻ là tại vì ban ngày em luôn chốt đơn với em làm hàng cho anh em không à. Đó, tới đầu tới tối luôn đi chỉ giấc này mới làm video nổi á, rất là mệt nên nó cũng vẫn cố gắng lên cho anh em có thể lựa hàng nha. Tại vì một video em lên một ngày mà nghĩ 30 đơn 40 đơn mà anh em mua còn lai ra vài đơn à. Đó, anh em ủng hộ rất là nhiệt tình nên động lực rất lớn cho em ha. Đó, em cũng cố gắng em lên. Thì anh em là cứ chốt đi, anh em xác định chắc chắn chốt cây đó thì anh em nhớ tôi nhắn tin chốt cây đó, mã số đó của video đó để em khỏi hỏi lại ha. Nhớ lưu ý với em là vì đúng số video, đúng số mã hàng tôi chốt đó là chắc chắn cái cây đó anh em chốt trước là sẽ của quý anh em ha. Như vậy thì anh em mua hàng thì cũng em cũng xin nhắc lại là anh em vui lòng cọc giúp em 50.000 giúp em ha, cọc sớm cho hàng đi sớm ha, cọc trễ em cho hàng đi trễ, không cọc và em không cho hàng đi luôn ha. Thì mong quý anh em thông cảm giúp giùm em, lưu ý như vậy đó. Thì rồi em cũng xin phép là kết thúc video đây. Thì nên em nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh, còn anh em nào đã đăng ký rồi thì nhớ bấm cái like và bấm chuông theo dõi kênh khi mức video lên anh em có thể xem được cái video sớm nhất ha, để không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình thích mà mình mua không kịp ha. Đó rồi, xin chào anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống ha, mọi điều được suôn sẻ hết đó, chúng mình cùng đồng hành để vượt qua đại dịch ha. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video sớm nhất.